Báo cáo với lại quý vị và các bạn, đã hoàn thiện cục giữa đài Sony Combo Dense FS710SC. Cục giữa này buổi đêm ngày hôm qua đã giới thiệu tới mọi người rồi, mời mọi người xoay nội thất ở bên trong rồi. Báo thóc công khai minh bạch, 1.380.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển, nguyên cái cục giữa không có loa. Và cục giữa này đã được một người thượng đế có cái bụng tốt ở miền Tây, đã Trần Văn Chốt, ngài thượng đế này đã chuyển đồ thóc cho mình là 1.380.000 đồng rồi. Trân trọng cảm ơn ngài. Trước khi bắt ốc vít vào thì trân trọng kính mời ngài thượng đế ở miền Tây cũng như quý vị và các bạn xem ở bên trong lại một lần nữa. Xem ở bên trong để làm gì? Xem ở bên trong để tránh rước bố già về nhà. Vì kính thưa các loại đài, nếu như mà lắp hết vào rồi thì chẳng có cái cách nào để xem được phiên vỉ nội thất ở bên trong cả. Chỉ còn có mỗi một cách là tháo rè. Đây là mặt trên của bộ phiên vỉ. Khang 1861. Đây là một cái chân ốc. Xem luôn, tránh trường hợp coi như thế là lăn tăn. Xoay từng cái chân ốc xem nó đã gãy chưa. Chân ốc đây, lò xo chỗ cửa băng đây. Đấy, lò xo để cửa băng đẩy ra này. Chân sơn xoan thiếp vàng này, vệ sinh sạch đẹp. Chân ốc này, đây là bộ cơ cửa B. Bộ cơ cửa B để cái công tắc chuyển tín hiệu thô bằng. Đây là bộ cơ cửa A. Buộc xong rồi lấy dây rút buộc dây vào cho nó gọn gàng. Và xem vào mặt dưới để xem phên vỉ đã đào bới xoay lộn chưa. Đây là khu vực radio. Mạch điện tử người ta chia gọi là sơ đồ khối, khối nguồn, khối radio, đấy là ở đài đấy, khối khuếch đại đầu từ, khối tiền khuếch đại, khối công suất. Phên vỉ này chưa có đầu bới xoay lộn gì. Đường lay in này, đường lay in này vừa phải hạt lại. Hạ lại con đèn, con đèn nguồn. Đây này, đây con đèn nguồn nữa này, hạ lại con đèn nguồn. Thế là bộ phân vỉ này chưa có đào bới sơ lộn gì cả. Đây là cái vỏ đằng sau. Chân ốc đây, chân ốc đây, chân ốc đây, vệ sinh sạch đẹp. Chân ốc đây, chân ốc đây. Dắt tay, phương án dắt để ra tay phone này, khóa đè. Nguồn và IC công suất đây. Trước khi bắt ốc vít vào, bao giờ cũng vậy, xoay lại một lần nữa, chứ bắt ốc vít vào rồi chả xoay được cái gì cả. Còn nhìn
nhìn ở bên ngoài thì chả nói lên được cái điều gì. Vì trên thực tế thì có rất nhiều chiếc đài, bên ngoài thì bóng lộn, như kiểu hàng đấu ở bên Tây về, hàng đấu eBay Amazon Yahoo thì bên trong bét nhẻ. Nên là bởi vậy trải qua hàng ngàn năm, cổ nhân mới đúc kết là trông thì bóng bẩy ngoài ra mà bên trong rỗng tuếch kim la 8 tầng. Đấy là chuyện rất bình thường. Thế nên là mất lòng trước hơn được lòng sau, cứ cho nhau biết trước. Phên vỉ đào bới xây lộn rồi cho nhau biết trước, chân ốc gãy rồi cho nhau biết trước, thế nó dễ. Thế còn nó không, nó chưa gãy thì xem cũng biết rồi. Đây là hai cái tai nhựa để đỡ băng vào đây. Đây một cái này, hai cái này, còn nguyên bản bên đây này. Đây tai nhựa này. Tối đây. Đấy, kéo bóng điện vào xoay. Thôi thế mình dừng video ở đây để lắp vào, video sau sẽ tép radio và cassette và lay in. Thân ái chào tạm biệt.